Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Vâng, mùa hè thì đến rồi, những món ăn mát lạnh ví dụ như là chè hay là kem thì đang rất là được ưa chuộng. Và ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cách làm kem rất là đơn giản cho các bé. Một công thức làm kem mà chưa bao giờ đơn giản đến thế, không cần máy đánh trứng, không cần sữa nhưng vẫn có thể có một những chiếc kem rất là xinh xắn và ngon lành trong mùa hè cho các bé. Vâng, và đó là kem gì thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cả anh Lâm Chí Văn. Bạn là giảng viên dạy những món bánh cũng như là các món chè và kem rất là có kinh nghiệm rồi. Vâng, vậy món kem mà hôm nay Văn định giới thiệu cho các bà nội trợ để làm cho các em bé đó là món kem gì? Là món kem trái cây và siro. Thì cái loại kem này tương đối đơn giản để mà làm, thì không cần dùng quá nhiều dụng cụ, mình có thể dễ dàng cho bé ăn các loại hoa quả mà mình muốn, trái cây mà mình muốn. Thường mà khi mà nói đến kem ấy thì tôi hay hình dung là ví dụ như là phải có sữa, đường thì chắc chắn rồi, sữa, đường và trứng để làm những chiếc kem, thì ở đây nhìn thấy những nguyên liệu mà để làm cho món kem thì khá là đơn giản. Vậy cái kem của chúng ta thì là loại kem gì và cái kem khác gì với những cái loại kem mà có sữa? Kem này là một dạng kem sorbet, có nghĩa là kem đá, thì mình sẽ sử dụng các loại syrup, siro hoặc là các loại trà thảo mộc để mà mình áp dụng cho cái phần cốt kem. Sau đó thì mình sẽ cho vào các loại trái cây tươi, tùy thích, tùy khẩu vị thì mình sẽ mix lại nó để mà mình có được cái kem đá mình muốn. Cái ưu điểm của cái khi mà ăn cái kem này nó sẽ như thế nào? Thì các loại kem sữa đó thì mình sẽ phải sử dụng nhiều loại kem béo và sữa tươi nhiều hơn, và mình phải sử dụng thêm các loại như là máy móc chuyên dụng để có được cái món kem ngon. Nhưng đối với kem sorbet này thì mình không cần, mình có thể sử dụng các loại nguyên liệu dễ tìm và không quá béo, mình có thể áp dụng cho mùa hè, ăn rất là tốt. Với cái kem này thì ví dụ các bà nội trợ nào mà chưa có những cái dụng cụ sử dụng cho kem, như là đánh máy hay đánh trứng, đúng không ạ? Thì mình có thể làm và nó đơn giản rất là nhanh. Có những nguyên liệu gì để làm ra được món kem này ạ? Đầu tiên nói tới kem trái cây thì mình không thể nào thiếu các loại trái cây, như là mình có thể chọn dâu, phúc bùn tử, việt quất, xoài, kiwi và nhiều loại trái cây khác nữa. Nhưng mà để ở đây mình có được cái món kem vừa ngon miệng vừa ngon mắt, thì mình nên chọn những cái loại trái cây có màu sắc tương đối tương phản nhau, như màu vàng của xoài, màu xanh của kiwi và màu đỏ của dâu. Cái này thì sẽ là khẩu vị, đúng không ạ? Ví dụ bé nhà mình thích, ví dụ như là màu vàng mà mình thích ăn mít đi thì mình có thể đổi được, đúng không ạ? Đúng rồi. Và tuy nhiên thì nên chọn những cái trái cây mà nó có màu sắc tương phản nhau, ví dụ là xanh, vàng, đỏ thì nó sẽ đẹp mắt hơn, đúng không ạ? Và về cái nguyên liệu hoa quả thì mình có thể thay đổi. Thế còn ở đây tôi thấy có quả trà và hai cái nước xanh đỏ này là gì ạ? Nước xanh đó là nước lá dứa, siro lá dứa. Mình có thể siro xăm dứa mình có thể tìm ở ngoài thị trường bán rất là nhiều. Thì còn màu đỏ là siro dâu. Ngoài ra mình còn có thể sử dụng các loại trà thảo mộc như là trà dâu, trà bạc hà. Mình có thể sử dụng các loại đó để cho mình không bị ngáy. Nhưng mà là phải có trà anh? Sao mình cũng hay là mình sử dụng thay rằng nước bình thường cũng được? Tại vì là nói đến trà thì mọi người lại sợ rằng trà cho các bé ăn thì lại mất ngủ. Nếu mà trà mình sợ các bé ăn mất ngủ thì mình có thể sử dụng siro, hoàn toàn sử dụng siro. Bởi vì nếu mà mình sử dụng nước lã vào đây thì nó lại không ngon, ăn nó không được bắt miệng cho lắm đối với những cái loại trái cây. Có nghĩa là hôm nay mình sẽ làm kem trái cây nhưng mà có 3 hương vị, ví dụ là siro dâu, siro lá dứa và từ chè, đúng không ạ? Vâng. Và khi làm kem thì không thể thiếu những cái dụng cụ xinh xắn như thế này, đúng không ạ? Rất là đẹp mắt và các bà nội trợ có thể dễ dàng kiếm ở ngoài chợ. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm kem thì bạn có thể hướng dẫn ạ. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng các loại trái cây này. Các loại trái cây này thì mình mua ngoài hàng rồi mình sẽ rửa sạch. Mình có thể thái lát hoặc là mình thái hạt lựu cũng được. Dâu mình mua rồi mình bỏ cuốn nè, mình sẽ thái lát mỏng. Kiwi thì mình sẽ cũng thái lát mỏng, nhưng thay vì to thì mình sẽ chia làm đôi hoặc chia làm tư. Khi mà sử dụng lựa chọn các loại hoa quả thì mình cần phải lưu ý là sử dụng những cái loại hoa quả mà nó tránh ra nhiều nước không? Đúng rồi, mình khi mà mình chọn những loại hoa quả này thì mình nên chọn những loại hoa quả nào mà nó khô một xíu, khô hơn một tí để mình khi mà mình làm thì nó không bị dập. Nó còn giữ cái miếng của nó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì khi mà mình sử dụng thì đa số là cái cốt kem bên ngoài của mình đa số là sử dụng siro. Thì mình chọn những loại hoa quả nó cũng tương đối chua một tí. Mình đừng chọn những loại hoa quả quá ngọt. Thì nó sẽ làm cho mình kem mình nó ngấy, nó không ngon. Khi mà mình sử dụng cái quạt chua thì cộng với cả siro ngọt thì nó sẽ hòa hơn. Cũng hay lắm, mình có thể thái hạt lựu cũng được. Cái này thì sẽ do mỗi người một cách trình bày riêng. Xoài này mình cũng nên lựa chọn nó đừng chín quá, đúng không ạ? Đúng rồi, mình nên chọn những cái loại xoài nó vừa chín tới. Thì cái quả nó vừa chín tới thì nó vẫn còn cái độ chua mà nó vẫn ngọt, mà mùi thơm nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình thái lá thì mình sẽ dùng để mình trang trí xung quanh thành kem cũng được. Đối với phúc bồn tử này thì mình có cần phải thái không ạ bạn? Đối với phúc bồn tử thì mình không cần thái cũng được, mình sẽ bỏ cái phần cuốn này đi. Đây rất là dễ ạ, bạn chỉ cần cầm nổ ra cái là nó có thể ra rồi. Sau khi mình thái những cái hoa quả xong thì mình sẽ qua công đoạn hãm trà. Mình sẽ chọn, mình sẽ hãm những loại trà mà mình thích. Ví dụ như là ở đây em chọn trà là trà bạc hà. Mình sẽ sử dụng 2 túi ạ. Mình cho nước sôi nè. Phần đường này mình sẽ cho vào tùy khẩu vị của mình. Mình có thể nêm thôi cho vừa khẩu vị của mình để mình vừa ăn thôi. Có cần, tức là mình sẽ không vừa thôi chứ không ngọt quá. Không. Đây là mình thấy bạn cho khoảng tầm 4 thìa. Mình chỉ pha vừa chứ không cần ngọt quá. Sau khi mình pha xong cái vị kem trái cây có vị trà thì bây giờ mình sẽ pha tiếp cái loại kem trái cây có vị siro. Mình sẽ chọn những cái loại siro mà ở ngoài thị trường bán và mình về mình pha với nước lọc. Ở đây là siro đã pha rồi thì mình có thể mình cho thêm các loại như là chanh để cho nó chua hơn cũng được, nếu mà tùy khẩu vị mỗi người. Cái siro này là bạn đã pha nước rồi đúng không ạ? Đúng. Cái tỷ lệ pha nước thì nó sẽ như thế nào? Thực ra thì mình chỉ như pha những cái siro ở nhà mình thôi, nên là mình sẽ pha nước làm sao mà nó loãng ra như vậy. Mình thấy cái ly siro mình nó loãng ra như vậy là được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới công đoạn chúng ta cho trái cây vào khuôn và nước vào khuôn. Thì đối với những cái loại trái cây mà chúng ta đã thái lát rồi á thì chúng ta sẽ xếp vào khuôn. Chúng ta xếp men theo cái thành khuôn á để người ta thấy được những cái loại trái cây. Khi mà mình cho vào như thế này thì có cần cho khoảng bao nhiêu không, mình xếp đầy hay là như thế nào ạ? Đúng rồi, mình chỉ cần xếp đầy cái khuôn của mình thôi. Chứ không phải là xếp một nửa xong rồi đổ nước lên mà là phải đầy ạ? Mình xếp đầy tại vì nước á, nó sẽ len vào những cái kẽ nó đi xuống bên dưới. Rồi, sau khi mà chúng ta đã xếp vào khuôn như vậy rồi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cho những cái trà hoặc là những cái siro mà chúng ta đã pha lúc ban đầu vào. Như vậy là chúng ta đã cho các nước vào trong khay rồi đúng không ạ? Chúng ta có vị trà này, siro lá dứa và siro dâu. Sau khi mà chúng ta cho vào khuôn rồi thì bây giờ chúng ta đậy vào. Và sẽ cho vào ngăn tủ đông đá đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì kem của chúng ta sẽ được? Thì thường chúng ta sẽ để cái loại kem này sau một đêm thì nó đông cứng hoàn toàn là kem mình nó đã thành. Và kem này nếu mà mình bảo quản trong tủ đông thì mình có thể để được một vài tuần. Vâng, như vậy là đã xong rồi. Nhìn mặc dù là chưa thành phẩm nhưng mà nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Sắc màu rất là đẹp này, nổi lên những cái hoa quả của chúng ta như là kiwi, xoài và dâu. Bây giờ thì tôi sẽ mang cái khuôn đã được đổ như này vào trong ngăn đá để cho nó được thành kem. Như vậy là để được thành phẩm kem mà đông và có những cái hình ảnh đẹp như thế này thì chúng ta phải để khoảng 8 cho đến 10 tiếng thì kem sẽ được đông đúng không ạ? Vậy khi ăn cái kem của hoa quả như thế này thì nó sẽ có hương vị như thế nào thì là chúng ta đã làm thành công? Thì cái hương vị này thì thực ra là nó cũng tùy thuộc vào cái vị mà mình chọn, cái loại siro và cái trái cây. Thì cái kem này khi mà mình ăn vào thì đầu tiên là nó sẽ rất là mát. Thì đương nhiên là cái kem thì ăn vào thì nó mát lạnh. Và sau đó thì tiếp tới là mình sẽ cảm nhận được cái vị ngọt của từ cái syrup hoặc là cái trà, cái trà trái cây. Thì sau đó, sau cái vị ngọt của trà trái cây và syrup xong thì nó sẽ tới cái vị chua nhẹ của những cái loại trái cây mình đã mix vào trong đó. Vậy khi ăn cái kem hoa quả này thì nó có cứng bằng cái kem mà như mình vẫn hay ăn cái kem là công thức thường là có sữa, có cả các sữa với cả kem không? Tại vì tôi cảm giác như là với cái siro này mà khi mà đông vào thì khi bỏ ra sợ nó sẽ nhanh bị tan chảy và nó sẽ mềm ấy. Thì cái loại kem này nó sẽ dễ tan hơn, do làm cái cái trái cây bên trong thì nó chua, cho nên là nó sẽ dễ tan hơn. Với công thức bạn vừa chia sẻ thì mình có thể biến tấu, tức là mình không cho siro hay mình không cho trà mà mình cho trực tiếp sữa tươi hoặc là một sữa hơn nào vào nó không? Tại vì nhiều khi các bé thì vẫn thích có tìm vui vị sữa. Nếu mà mình có thể thay bằng các loại syrup, các loại trà bằng các loại sữa, sữa hương như là sữa hương sô cô la hoặc là các loại Milo đồ thì nó cũng rất là ngon. Tức là ngoài ra thì nếu các bạn không muốn pha nước trà hoặc là siro thì mình có thể đổ trực tiếp sữa tươi có đường này, hoặc là sữa dâu hay là sữa có hương vị sô-cô-la mà ngoài thị trường vẫn bán đúng không ạ? Thì lúc đấy thì cái khuôn kem của mình nó sẽ nhiều vị hơn để cho các bé được lựa chọn đúng không ạ? Và hy vọng là với sự gợi ý của anh Văn ngày hôm nay thì các bà nội trợ thì có thể làm những cái món kem mà nó có hương vị hoa quả rất là đơn giản để cho các bé. Và tôi nghĩ là với cái công thức này thì các bé có thể tham gia cùng với cả mẹ để có thể làm được đúng không ạ? Các bé có thể cùng mẹ làm thái hoa quả hoặc là đổ khuôn thì sẽ tạo cho bé hứng khởi hơn. Và đây cũng là một món kem mà tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ đơn giản đến thế. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.